Quý vị và các bạn thân mến, với tư cách là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền các sản phẩm mang thương hiệu thể thao nổi tiếng như Nike, Speedo, công ty Planet Sport từ lâu đã là nhà cung cấp độc quyền sản phẩm tennis mang thương hiệu Babolat, tài trợ cho rất nhiều tay vợt xuất sắc thế giới như Andy Roddick, Nadal, Wojnarowski hay Kim Clijsters. Và để mở rộng và phát triển nhãn hiệu thể thao cao cấp Babolat đến với đông đảo những người yêu thể thao thủ đô và trên toàn miền Bắc, vào sáng ngày 12 tháng 3, tại khách sạn Sunway Hà Nội, công ty Planet Sport đã có buổi công bố chiến lược kinh doanh thương hiệu Babolat tại miền Bắc. Nhãn hàng thể thao cao cấp Babolat do công ty Planet Sport cung cấp độc quyền đã thỏa mãn những yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng của khách hàng về kiểu dáng, độ bền, chất liệu và chất lượng tại khu vực miền Nam. Trong những năm qua, nhãn hàng đã liên tục cập nhật, đổi mới cũng như mang đến cho những người yêu thể thao sự hài lòng về sản phẩm phục vụ người tập luyện các môn tennis, cầu lông mang thương hiệu Babolat. Tiếp nối thành công trong cung cấp các sản phẩm thể thao chính hãng tại miền Nam, nhãn hàng Babolat đã có buổi giới thiệu sản phẩm tennis 2011 tới công chúng yêu thể thao thủ đô, gồm vợt tennis, cầu lông, giày, dây vợt và các thiết bị phụ kiện dành cho người chơi quần vợt và cầu lông chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và những người tập chơi. Song song với đó, đại diện của nhãn hàng Babolat cũng bày tỏ mong muốn xây dựng phát triển thương hiệu Babolat trên toàn miền Bắc. Những cái chính sách thì công ty có tài trợ là ví dụ như là những cái huấn luyện viên ở các sân, ví dụ như mình treo sân rồi mình tài trợ băng cho các giải, rồi mình hướng dẫn cho những cái người mà ví dụ như những tay vợt quốc gia của mình. Với mạng lưới bán lẻ rộng khắp, đại diện thương hiệu Babolat và công ty Planet Sport sẽ mang đến cơ hội tốt nhất để công chúng yêu thể thao Việt Nam có thể dễ dàng mua được những sản phẩm thể thao chính hãng từ những thương hiệu nổi tiếng được ưa chuộng và tin dùng trên toàn thế giới.